Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin Y tế 24 giờ. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm 5 bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh COVID-19, nâng tổng số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên con số là 179 người. Trong đó đáng chú ý là có đến 4 trường hợp nhiễm mới đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. 4 ca bệnh này đều là người lao động thuộc công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn và nước sôi cho bệnh viện và hiện chỉ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho mỗi Bệnh viện Bạch Mai. Còn bệnh nhân số 179, 62 tuổi, có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa. Và trong tối qua, binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng đã huy động 10 xe đặc chủng phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai. Việc phun khử khuẩn bắt đầu lúc 19 giờ và kéo dài trong 70 phút. Phương tiện được huy động bao gồm trạm tiêu độc đa năng, xe tẩy độc, diệt trùng và nhiều trang thiết bị khác cùng các loại hóa chất chuyên dùng. Nồng độ hóa chất phun tẩy trùng các bề mặt được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoài việc tiêu độc khử trùng toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai, tối qua Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cũng đã có công điện khẩn gửi đến các đơn vị yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp đến thăm, chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận 16 ca mắc COVID-19. Các trường hợp sử dụng dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai lập tức thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà và liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố qua số điện thoại đang hiện lên trên màn hình, đó là 096 908 2115 và 094 939 6115 để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm. Người cao tuổi, sức đề kháng kém, đặc biệt là có bệnh nền thì khi mà mắc COVID-19 sẽ nguy hiểm hơn so với các lứa tuổi khác. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo rằng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh đối với người cao tuổi trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 là vô cùng quan trọng. Ba mẹ đã gần 70 tuổi. Đây là độ tuổi mà theo khuyến cáo dễ bị nhiễm COVID-19 nhất. Chính vì vậy, chị Hoài cũng không quên nhắc nhở ba mẹ phải chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Mình hạn chế là cho ba mẹ ra đường, cũng khuyến khích ba mẹ là tập thể dục, nhưng mà tập thể dục nửa tiếng một tiếng thì cũng ra đường thì cũng phải biết bảo vệ bản thân là đeo khẩu trang, và khi tập thể dục xong thì cũng phải rửa tay. Theo thống kê của các chuyên gia y tế, tỷ lệ tử vong người trên 70 tuổi ở một số quốc gia mắc COVID-19 cao gấp 10 lần so với người trung niên. Nguyên nhân chính là do hệ miễn dịch của họ đã suy yếu vì tuổi tác. Chúng ta không bắt buộc hoàn toàn 100% là họ phải ở nhà, nhưng mà chúng ta hạn chế tối đa cái việc đi ra ngoài của họ khi không thật sự cần thiết. Và cái thứ hai nữa là những người khác trong gia đình khi trở về nhà thì họ cũng cần đảm bảo cái vấn đề là hạn chế, giữ gìn vệ sinh thật tốt, tức là họ phải rửa tay, họ phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để không mang mầm bệnh về nhà để lây cho bản thân những người già. Có thể nói, cách tốt nhất hiện nay để chống lại dịch bệnh chính là ngăn chặn ngay từ đầu sự lây lan của nó và điều trị kịp thời cho những người nhiễm bệnh. Điều này một phần sẽ phụ thuộc vào sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp khi tính đến 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, đã có hơn 663.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 30.000 ca tử vong. Một số quốc gia vẫn là điểm nóng dịch bệnh sẽ được chúng tôi điểm đến trong tổng hợp sau đây. Tính đến thời điểm sáng nay, giới chức Italia đã ghi nhận 10.023 trường hợp tử vong. Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà số ca tử vong vì dịch COVID-19 vượt quá con số 10.000. Dù giới chức nước này đã áp dụng các biện pháp khoanh vùng cách ly, cũng như kêu gọi người dân ở nhà, nhưng số người nhiễm bệnh vẫn tăng lên nhanh chóng. Hiện Italia vẫn còn 3.856 ca bệnh nặng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tối qua tuyên bố rằng việc phong tỏa khu vực New York là không cần thiết. Dù vậy, ông vẫn yêu cầu các quan chức y tế liên bang ban bố một số khuyến cáo đi lại đủ mạnh để thay thế cho lệnh phong tỏa. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc biện pháp cách ly bắt buộc đối với các bang New York, New Jersey và Connecticut nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tính đến trưa nay, bang New York đã ghi nhận 52.000 trường hợp dương tính với virus và Mỹ vẫn là quốc gia có số ca dương tính nhiều nhất thế giới với 123.000 trường hợp. Tại Anh, lực lượng cứu hỏa sẽ được huy động để giúp vận chuyển lương thực, thu nhận thi thể bệnh nhân và lái xe cứu thương trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh ở mức đỉnh điểm. Hàng loạt bệnh viện dã chiến đã được dựng lên và xe đông lạnh đã được huy động để làm nhà xác tạm thời.
Giới chức Anh cũng đang lên phương án dựng nhà xác tạm thời tại sân bay Birmingham ở trung tây nước này để tăng khả năng chứa 12.000 thi thể trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị trích đoạn của ca khúc Việt Nam ơi đánh bay Covid được thể hiện trên nền tranh cát. Và đây là một món quà.